Xin chào các bạn. Các bạn ơi, mình sẽ giới thiệu với các bạn ngay sau đây một cái mẫu lắc tay cho bé nhé, bằng chất liệu bạc ta. Đây là một cái mẫu mà cực kỳ là dễ đeo. Đấy, mẫu này thì các bạn có thể đeo tay hay đeo chân đều được. Đây là một cái sản phẩm nhé mà mình bán rất là chạy luôn. Đấy, bởi vì là đeo nó vừa đẹp này. Đấy, đeo cho các bé là vừa đẹp và đặc biệt là mình làm bằng chất liệu bạc ta cho nên là nó rất là đẹp. Mẫu này thì các bạn có thể đeo tay này, đeo chân này, đấy, thậm chí là các bạn là đeo làm dây chuyền luôn cũng được nhé. Đấy, mẫu này là mình cũng có cả mẫu dây chuyền cho các bạn đấy, bởi vì đây là một cái sản phẩm làm bằng chất liệu bạc ta và bằng bạc đẹp cho nên là đeo rất là yên tâm. Đấy, các bé đeo rất là tốt, đặc biệt là với cái kiểu dây như này nhé thì cũng rất là chắc chắn. Đấy, các bạn đeo là nó sẽ không sợ bị gãy nhé. Đấy, bị gãy hay bị đứt, bởi vì đây là cái dòng dây mà dòng dây gọi là dây xà tích. Đấy, xà tích cho nên là nó được đan với nhau bằng những cái mắt rất là dày như thế này thì các bạn đeo là các bạn không có sợ nó nhanh hỏng được. Thế thì đây là một cái sản phẩm bằng chất liệu bạc ta rất là đẹp, và mẫu này các bạn đeo thì mình sẽ đảm bảo luôn với các bạn là cực kỳ là đẹp mọi người nhé. Đấy, trông như này thôi nhưng mà lên tay là vô cùng là dễ thương, và đặc biệt là nó rất là dễ chịu nữa. Cái nắp rất là mềm đấy, và nó không hề có góc cạnh hay là gì cả. Đấy, các bạn đeo là nó sẽ cứ nằm trên tay như thế này đấy, cảm giác là bé không có bị cắn vào da nhé. Đấy, và thậm chí là bé có đưa tay lên mặt hay là hai chân có đập vào nhau nhé thì cũng không bao giờ sợ. Cái mẫu này là không bao giờ sợ ảnh hưởng đến cái da của bé đâu. Đấy, mẫu này là mình hay tư vấn cho mọi người lắm, bởi vì là nó vừa rẻ này, vừa đẹp này đấy, và nó rất là dễ đeo, bền nữa. Cho nên là các bạn có nhu cầu mà mua lắc chân lắc tay cho bé nhé thì các bạn là tham khảo mẫu này đi. Đấy, mẫu này cực kỳ là đẹp, và bởi vì những cái dây như này nó rất là nhẹ mọi người nhé. Đấy, dây như này chắc chỉ tầm độ 2-3 chỉ thôi, nhưng mà này đeo cực kỳ là đẹp và rất là dễ đeo nhé. Đấy, thì các bạn có nhu cầu thì liên hệ với mình qua cái số điện thoại là 0966 646 460. Đấy thì mình sẽ tư vấn cho các bạn thêm. Đây gọi là cái mẫu lắc tay quả trâu mà chất liệu bạc ta và bạc đẹp cho bé nhé. Đấy thì bạn nào mình có nhu cầu thì hãy liên hệ với mình sẽ tư vấn cho các bạn, đảm bảo là các bạn sẽ mua được hàng chuẩn, hàng đẹp cho các bé như mình nhé. Đó thì cảm ơn các bạn rất là nhiều. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video lần sau. Xin cảm ơn các bạn nhé.